triệu chứng của cây này thì đầu tiên là lá nó bị đỏ lá nó bị đỏ như này gọi là thiếu lân thiếu lân thì lá nó sẽ đỏ này nha thứ hai là nó cháy mép lá lá già nó bị cháy mép lá này nó cháy dần vào trong là thiếu kali dẫn tới là nếu mà một cây mà nó thiếu nhiều này không phải do phân tại vì nguyên vườn anh cây nào nó cũng tốt hết thì nguyên nhân nó chỉ có một nguyên nhân duy nhất đó là nó hư dễ nó không ăn được cái gì hết và cái nguyên nhân hư dễ này các bạn Nguyên nhân đầu tiên á là dùng thuốc cỏ Anh ấy dùng thuốc cỏ để diệt cỏ nha các bạn Và cây này thì nó sát mép bờ mương này Thứ hai là Nó bị cạnh tranh thức ăn bởi rau má này Và nguyên nhân thứ ba là cây ổi này nó đã bị tiến trùng tấn công rồi này Thì khi tiến trùng tấn công á Nó sẽ ký sinh trong rễ cây Nó hút dinh dưỡng của rễ cây Cũng như nó làm cho cái rễ nó phồng lên Nó bị hư rễ của mình và làm cho cây này nó không hấp thu được dinh dưỡng, cho nên là cái cây này nó mới bị si như vậy nha các bạn. Bây giờ cây này muốn phục hồi á, đầu tiên là các bạn bỏ hết các bông trái trên cây này đi, mình bỏ hết, mình không lấy một trái nào hết, tại để nó si cây. Tiếp theo là bỏ hết cái rau má đang còn sống, các cái cỏ còn sống trong gốc cây này đi, tại vì khi mình để nó sẽ cạnh tranh thức ăn, cạnh tranh nước, cạnh tranh phân, làm cho cái cây mình nó đã si nó càng si hơn. Và cái thứ ba á là kết hợp quản lý tiến trùng thì quản lý tiến trùng nó có hai cách cái cách đầu tiên là biện pháp sinh học bằng cách là chúng ta trồng những cái cây nó có thể xua đuổi tiến trùng như là cây cúc vạn thọ này hay là cây sao nhái hay còn gọi là cây cúc chuồn chuồn đó nó xua đuổi tiến trùng rất hiệu quả nha các bạn cúc chuồn chuồn này thì mọc ngoài đường nhóc này mình lấy về mình rải là nó lên thôi thì khi mình rải lên là lâu lâu mình phát cỏ mình phát xuống nó vừa tạo hữu cơ mà nó cái mùi hôi của nó nó còn xua đuổi ngoài xua đuổi tuyến trùng, nó còn xua đuổi côn trùng nữa. Và chúng ta kết hợp sử dụng biện pháp hóa học, học, sử dụng những cái gốc thuốc như là carbosulfam. Ví dụ như sản phẩm Masan 200 SC của công ty VFC chẳng hạn, hoặc là gốc Cleanop như sản phẩm Map Logic 90 VKP của công ty Map Pacific. Và cái biện pháp cuối cùng là chúng ta lấy DAP kết hợp với Humic và thuốc kích rễ như Comcat. Các bạn pha tưới lỏng loãng xương xương thôi. Ừ cho dinh dưỡng nó hấp thu từ từ. Cây này kích trẻ là ok nha. Cảm ơn các bạn đã xem video nha. đừng quên nhấn like, đăng ký kênh và nhấn chuông để không bỏ lỡ những video tiếp theo của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.